Chào các bạn, đây là bo bo mình vừa vớt về cho cá ăn nha. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị nước sạch để lọc bo bo cho sạch rồi mới bắt đầu cho cá ăn. Bo bo rất là đỏ luôn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho bo bo vào trong chai nha. Mật độ bo bo rất là dày luôn nha các bạn. Bên mình thì có sỉ và lẻ nha. Bạn nào thích chơi cá phơm thì có thể trực tiếp liên hệ với mình 090 339 7429. Những hũ cá phơ mình chuẩn bị quay clip nha các bạn. Cá rất là sung luôn nha, và đẹp nha. Trên mặt ly thì bọt rất là nhiều luôn. Ở đây thì mình có rất là nhiều dòng nha, như là Dumbo đuôi ngắn, Dumbo đuôi dài nha, Toy Yellow, Toy Red, Black Cooper, Fancy Cooper nha các bạn, Red Fancy, Yellow Fancy. Bạn nào thích thì liên hệ với mình nha. Trên mặt ly có rất là nhiều bọt luôn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho cá ăn nha. Bên mình thì còn có các dòng khác như là rồng đỏ, rồng vàng nha các bạn, neon. Ngoài cá phơm ra thì mình cũng có cá bầy nha. Đây là dòng cá phơm nha, rất là nhiều dòng luôn. Coi nên môn mua tiên nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lần lượt cho những cái hũ cá phơm này ăn nha. Đây là hai hồ cá mà mình mới hôm qua mình mới vừa cho ra chậu nha các bạn. Cá quen nước rất là khỏe luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.